chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh bước ra sân thì hôm nay định khoe với mọi người một thứ, nhưng mà bởi vì là trời mưa quá mọi người ơi, cho nên là không thể nào mà quay được cận cảnh những cái bông sen cũng như là hoa ly nhà Quỳnh nó nở nha. Đó, mọi người thấy phía sau lưng nhà Quỳnh không, nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ sẽ quay cho mọi người xem nha. Sáng giờ mưa tầm tã mọi người ơi, cho nên là bây giờ là mình không có coi được những cái khoảnh khắc mà mình đẹp nhất nha. Mọi người thấy cái hoa sen nhà Quỳnh không? Hôm nay nó nở đẹp quá trời, đúng vô tháng 7 nó đẹp ghê luôn. Đằng sau thì là có thêm là một cái hoa sen nhỏ nữa. Và ở đây thì là mấy cái lá sen nè mọi người. Đó, mọi người thấy mấy cái lá sen nhà Quỳnh không? Cái nào cái nấy nè mọi người. Trời ơi, nó to nè. Trời ơi, tôi nói nó to như cái mặt Quỳnh luôn. Nó to như cái mặt Quỳnh luôn á. Còn phía bên đây nha. Đây. Đó. Phía bên đây thì là có nguyên cả là hả một cái bụi hoa là gọi là hoa li li nha. Trời ơi, đẹp quá trời mọi người ơi. Đây. Nở xinh tươi luôn mọi người, nở xinh tươi luôn. Và Quỳnh đang đứng ngoài đây làm mưa mà mưa phất luôn. Nó vô cái camera không biết có thấy kỹ không nữa mọi người. Đây, ở dưới nè, là nguyên dãy nó nở quá trời luôn nè. Ở chỗ này nó nở hả cũng không kém cạnh luôn. Rồi, nhưng rất tiếc là hôm nay trời mưa mọi người, không quay cận cảnh. Và có hoa ly rồi thì mình không thể nào tiếu hoa BB nha. Đây, ở đây là cái hoa BB nhà Quỳnh. Nhưng mà bởi vì trời mùa hè nó nóng quá cho nên nó tàn hết trơn. Đó, Quỳnh đang đứng ở đây ngoài đây nè, mọi người thấy ở dưới nè. Nước nó còn nhỏ giọt, còn trời đang mưa lất phất luôn đó. Đẹp quá trời đẹp mọi người, thơm ơi là thơm, đứng ngay cửa là mê luôn. Trời hôm nay trời mưa quá trời mưa, hơi se lạnh nha. Cho nên hôm nay thì Quỳnh sẽ kiếm cái gì ở trong tủ lạnh có thì mình đem ra mình nấu mình ăn nha. Quỳnh lục được ở trong tủ lạnh được cái hộp ếch, ở đây gồm có tổng cộng 6 con. Cho nên hôm nay Quỳnh quyết định sẽ sử dụng số ếch này để mà Quỳnh nấu cái lẩu ếch nấu chung với lại là lá lốt nha. Lá lốt hôm nay tình cờ mua được cho nên hôm nay mình nấu cái món này ăn vào ngày trời mưa cho nó ấm bụng. Ếch này sau khi mà Quỳnh rã đông ra thì Quỳnh đã rửa sơ qua muối với rượu rồi cho nó sạch và nó thơm. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cắt ra là làm đôi như vậy nè, để một chút nữa mình nấu cho nó chín. Cái thứ hai nữa là mình ăn cho nó dễ. Trời, nhìn cái đùi nó mập ghê mọi người. Đây mọi người coi nè, cái đùi nó mập ghê luôn. Quỳnh sẽ ướp vào đây là một chút xíu nước mắm để cho nó thơm, thêm tí bột nêm luôn, tí bột ngọt, tí đường với một tí tiêu cho thơm. Cái không thể thiếu ở cái món này đó là bột nghệ, Quỳnh cho vào ít luôn. Mình muốn lên cái màu đẹp á thì cho nhiều bột nghệ xíu nha. Thì Quỳnh thấy Quỳnh cho nhiều thì nó cũng không có đắng mọi người, cho nên Quỳnh cho nhiều chút cho nó lên cái nồi lẩu nó đẹp đẹp một xíu. Rồi Quỳnh cho tiếp vào đây là một ít là hành tỏi cũng như là một ít sả. Cái phần này á thì Quỳnh sẽ để nó, Quỳnh ướp ít nhất là khoảng 30 phút cho nó thấm gia vị. Chỉ có thời gian á thì mình ướp lâu hơn để cho nó càng thấm thì càng ngon nha. Trong thời gian mà chờ đợi cái ếch nó thấm á thì mình cũng sẽ chuẩn bị ít rau củ luôn. Mình sẽ cắt cái là đậu bắp nè. Chua thì mình cắt muối cao. Bên đây mình chuẩn bị ít măng tươi luôn. Có nhiều người thì sẽ nấu măng chua nha, nhưng mà hôm nay mình nấu ít măng tươi. Ở đây thì mình chuẩn bị là một ít đậu hũ. Đậu hũ thì mọi người có thể là sử dụng đậu hũ trắng. Hôm nay mình sử dụng cái miếng đậu hũ dẹp dẹp này của Nhật mình ăn, tại vì mình thích cái loại này nè, ăn nó ngon. Lá lốt thì mình cũng sẽ cuộn lại rồi mình cắt ra thành những cái sợi sợi như vậy để chút mình bỏ vô lẩu á, nó sẽ thơm hơn. Mình bắt cái chảo lên bếp, mình cho vào đây là một ít dầu. Tiếp đó thì mình sẽ cho vào đây là cái phần hành tỏi nè, cũng như là sả bầm mà nãy mình đã chuẩn bị á. Hành tỏi xả thơm, mình sẽ cho hết cái phần ớt vô luôn. Cái ớt này mà xào mà cho thêm muối ngũ vị hương vô là hơi nhức nhấu luôn rồi này. Cái phần ớt nó săn á thì mình phải cho tí vào đây là măng nè. Sau khi ớt nó săn thì mình sẽ cho nước vô.
Thì Quỳnh cho vào đây khoảng hơn 500ml nước thôi. Tại hôm nay Quỳnh nấu thì cũng có mình Quỳnh ăn à. Quỳnh cho tiếp ha, hả là 2 cọng sả vào luôn, để cho nấu cái nồi này nó thơm. Rồi lẩu sôi trở lại Quỳnh sẽ cho vào đây là một chút xíu là bột ngọt, thêm ít bột nêm luôn, dằn thêm ít đường, thêm ít nước mắm. Thay vì cho muối mình cho nước mắm vô ăn cho nó đậm đà. Rồi bây giờ thì mình sẽ nêm nếm lại cho nó vừa ăn, cái vị vừa đó. Tiếp theo là mình sẽ cho cà chua vô nè, đậu hũ. Tiếp đó là lá lốt. Rồi bây giờ mình sẽ dọn ra bàn ăn luôn. Rồi sao xin chào cô chú em. Vậy ba la nghe không? Xin chào các cháu, xin chào các bạn, xin chào. Trời nghe răng xin chào các cháu, xin chào các bạn, xin chào, xin chào các cháu, xin chào các bạn, xin chào, xin chào cô chú nghe. Xin chào các bạn, xin chào, xin chào các cháu, xin chào. Xin chào cô chú, xin chào ông bà cô chú các bạn. Xin chào ông bà cô chú các bạn. Đúng rồi. Xin chào ông bà cô chú các bạn, xin chào ông bà cô chú các bạn. Rồi xuống. Rồi bây giờ mẹ nặng lên nè. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh á. Cái video của Quỳnh tới lần chín rồi xong rồi bye bye. Rồi ngồi xuống nè. Thì mọi người ơi, cái món ngày hôm nay á Quỳnh đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Hôm nay á thì hả Quỳnh cho con Sa nó ăn thử cái món này với Quỳnh, nhờ một chút xíu không biết nó ăn được hay không. Tà bên này dạ say tà bên này tao không ăn dạ say ok. Tà bên này nhanh như một tà bên này to cái là tà bên này nhanh to cái là si bọn này không có y đến đây y cái đó là cái gì to cái là si hả? Không, cái này là tomato với lại là nấm, nấm dứa, nấm với lại rau muống dứa với bông chuối. Bông chuối đỏ, bông chuối cái đậu, bông chuối là sao ta, sao nó tắt mất tiêu rồi nè. Trời ơi hết ga mọi người. Nó hết ga rồi. Rồi sau khi thay xa vô là nhanh lên. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ trộn lên luôn. Ở dưới thì dặn lửa riu riu. Hôm nay sẽ cho ba Sa nó ăn thử cái món này. Cái món này bên Việt Nam á Sa nó vô mê lắm đó. Cái món này là tên là? Cái món này tên là ớt. Ớt nấu. Gì vậy? Không phải cái gì đâu, không phải. Ớt nấu với lại lá lốt. Sau đó thì lẩu ớt lá lốt. Rồi bây giờ thì mẹ sẽ múc cho Sa một cái chén nhỏ nha, để Sa ăn thử sẵn với cái nếp súp nè. Cái súp đây nó dính cục cục quá cho nên Quỳnh không có sử dụng cái đũa mà sao. Rồi chết nè. Oh my god. Oh my god. Rồi làm sao? Này làm sao? Video kia đưa nha. Ừ. Một chút mày làm video mày kia đưa cho. Mẹ sẽ cho vào đây là một cái đùi ớt cho Sa ăn thử cho mọi người. Đây. Rồi. Sa lấy cái nĩa nè. Ở đây nè mày để sẵn rồi Sa ăn thử đi. Ăn rồi. Ông một cái sôi quá trời, bây giờ Quỳnh sẽ dặn nhỏ lửa xuống nha. Ăn chút xíu thôi nha. Ừ, ăn thử coi, lấy cái đũa có muỗng ấy, có cái muỗng á. Hấp thử ngon không? Hôm nay không giấu gì mọi người. Cái món này của Quỳnh á là Quỳnh nấu hôm nay á là lần đầu tiên luôn, cho nên là không biết á là có được giống như bên Việt Nam hay không thì Quỳnh không biết nha. Bây giờ thì mình tranh thủ á, trong thời gian rau củ nhúng vô nó chín á, Quỳnh sẽ ăn những cái phần rau củ nào mà nó đã chín sẵn trước rồi nè. Quỳnh múc vô Quỳnh ăn nha. Bún thì Quỳnh nè múc vô sau nha, tại vì ăn bún trước là mắc cứ đi. Ăn bún trước thì Quỳnh sợ nó lo đó mọi người. Được không mày làm chưa? Được không, được không? Vodka, vodka. Làm cho nó một chén bên đây mà lúc cũng không ăn mọi người. Thôi cho nó ăn kèm đi. Rồi ăn đi. Rồi bây giờ xin mời mọi người cùng ăn. Quỳnh đi vô đi. Bây giờ xin mời cùng mọi người cùng ăn chung với Quỳnh nha. Cô sẽ chút xanh là cái này đi sao để xuống ăn thôi. Cái mùi vị ăn cũng lạ mà. Quỳnh nhớ là Quỳnh có làm một cái món hay còn gọi là ếch nấu chung với lại cái gì quên ta, ếch nấu chung với lại măng chua.
Còn nấu chung với lá lốt là Quỳnh mới nấu lần đầu nha. Ớt sầu lăng cũng ngon lắm nè. Thịt ớt ngon mà không? Chắc cũng lâu rồi mới ăn lại thịt ớt á. Lâu lắm rồi. Ngon dễ sợ. Mình ướp nó giờ nó thấm vô đậm đà luôn. Sao ăn gì ạ? À, ăn kem á hả? Công nhận ăn lạ miệng nha mọi người. Gặp ở ngoài trời bây giờ hồi đó mình đi quay cho mọi người xem á, là trời chưa có mưa nhiều nha. Tất phức nha, trời còn bây giờ nó mưa quá trời luôn rồi. Hôm bữa mới vừa khen xong, nói năm nay sao mà thời tiết không có mưa nhiều như mấy năm trước. Thường thường tháng 6 mưa dữ lắm nha. Mới vừa nói thôi, ta nói mấy bữa nay nó mưa hả? Cuối trời cuối đất luôn. Cái gì vậy? Cái mặt bị gì vậy? Này, sao? Cái mặt có sao gì? Rồi, thấy rồi. Cho thêm chút xíu rau muống nhiều nữa. Cho thêm xíu rau muống nhiều nữa nên mình nhúng luôn nè. Rồi. Bây giờ mình tắt lửa luôn. Để mình ăn từ từ. Ăn miếng mặn nè. Hôm nay á Quỳnh nấu cái món này, Quỳnh coi trên mạng á thì thấy là nó có thêm một cái nữa, hay còn gọi là hủ ki á, mà ở bên đây Quỳnh kiếm không có ra, cho nên nó là mình ăn theo kiểu là ăn theo kiểu là kiểu đụng nha mọi người, có nào đụng đó nấu. Cái ớt này ở bên Việt Nam á, vô mấy cái mùa giống như mùa mưa giờ nè mọi người, nhiều lắm. Mùa hè bây giờ cũng nhiều nha mọi người. Quỳnh coi bên Top Top á, thấy có nhiều bạn ở đây nè, cứ mùa hè là canh đi bắt ớt nha, con nào con lấy tổ chản nha. Mọi biết sao? Tại người Nhật á, người ta không có ăn ớt mọi người. Hồi nãy mình có đem cái muỗng không ta? Hồi nãy mẹ có đem cái muỗng không sao? Người Nhật người ta không có ăn ớt á, cho nên á con ớt của nó hả, nhìn con nào con lấy tổ chản luôn. Mọi biết tại sao mình biết không? À mọi người còn nhớ mấy cái video đầu của Quỳnh á, Quỳnh hay quay cái nhà cũ của Quỳnh, thì cái nhà cũ đó là nằm gần mấy cái ruộng lúa nha. Trời ớt nè, với mấy cái con gọi là cái con gì mà nhỏ nhỏ mà nó giống như con ớt đó mọi người gọi là con ảnh ươm con gì ta, nhiều lắm mọi người. Sống ở nhà cũ thì thoáng mát đẹp nha, mùa hè á mát. Nhưng mà con cái Quỳnh rất là sợ nữa, không rắn không rắn thấy bao nhiêu lần luôn. Rắn nó sống gần đó, nó ra ngoài ruộng đi bắt ớt đó mọi người. Bởi vậy cái nhà Quỳnh xét rạc cái ruộng á, nó bò vô sân nhà Quỳnh bao nhiêu lần. Thấy rắn con cũng có, mà thấy rắn bự cũng có luôn. Cái ớt còn thấy cạn ngon nha. Cái này của Quỳnh hôm nay bên này á, không phải là mì nha, nó là bún nha mọi người. Bún bún ngũ cốc á, cho nên nó có màu á. Sao ăn nè, một chút sao chơi thì sướng rồi, ngày mai đừng nghỉ học rồi đúng không? Sướng quá. Nó mở sắp tịch thì mình làm một tình để làm gì? Sắp tệ, ngày mốt. Nhà mốt chăm chạy dưới. Bạn. Sao qua nhà bạn chơi hay bạn qua đây? Bạn qua đây. Ngày mốt bạn đi qua đây quản chế sao hả? Rủ bạn qua nhà chơi hoài mọi người. Hôm bữa mẹ thấy sao đi chơi với bạn gái nữa mà.
Cái bạn đó tên gì? Hôm bữa mẹ thấy bạn nó chạy trước nhà kiếm xa luôn. Cái bạn đó con gái lớp 1 thì chính NC. Sao không có tình nó? Không có tình. Sao không có thương nó mà? Sao không thương nó? Tại sao nó đến đây kiếm xa vậy? Không có biết. Nó phái sao rồi? Hả? Không có tình nó. Nó phái sao rồi mà sao không có thương nó? Sao sao biết nó phái xa? Mà sao ừa? Ừ. Sao sao biết nó phái sao mà sợ? Không có chờ. Có một nhỏ hàng xóm cứ đi đến đây là kiếm hàng sao hoài mọi người. Mọi người biết sao? Mấy đứa nít trong khu nhà Quỳnh ăn nít nhiều lắm. Nó trà trà tuổi nhau. Trường tiểu học ở gần nhà thì có một trường thôi, cho nên tụi nó học chung trường. Cứ sáng sáng ngày nào cũng vậy á, tụi nó tập trung lại một chỗ. Cái tụi nó đi bộ đi học chung với nhau á, từ lớp 1 cho tới lớp 6 là học cấp 1 thì mọi người, thì tụi nó tập trung mà đằng trước hẻm nhà Quỳnh là cứ 7 giờ 25 là tập trung, tới 7 giờ 30 là bắt đầu đi á, cho nên tụi nó biết nhau hết luôn mọi người. Rồi mấy ngày nghỉ cuối tuần á, cái tụi nó rảnh rỗi nhà tụi nó buồn mọi người, tụi nó chạy qua nhà đứa này đứa kia, tụi nó rủ ra ngoài công viên sau nhà Quỳnh chơi nè. Công viên sau nhà Quỳnh nhỏ xíu mọi người, không có cái gì á ngoài xích đu. Những chén phèo luôn, cho tụi nó rủ nhau vào đó để mà ngồi nói chuyện nữa kia. Cái công viên trong khu nội bộ cho nên là nó không có được rộng, nó bự chắc khoảng những cái nhà của mình khoảng 200 mét vuông mà, cho nên không có nhiều đồ chơi giống như cái công viên bự mà mình hay dắt sao đi. Người ta làm ra chủ yếu là để cho mấy đứa nhỏ trong khu này sống lại chơi thôi. Rồi cái anh ba xa, anh thấy người ta rủ ảnh qua đây rủ anh đi chơi, cái anh nói anh nghĩ người ta khoái ổng. Nó ăn xong rồi mọi người, nhanh dễ thở không? Nó ngon mà, ngon nha. Ăn hết khổ rồi, một tô rồi đó. Ngon quá trời mọi người. Hồi nãy Quỳnh không có dám bỏ cà chua vô xào á, tại vì nếu mà bỏ cà chua vô xào á thì là cà chua nó sẽ lên cái màu đẹp nha, nhưng mà cái màu đỏ với cái màu vàng á, mà màu vàng này nhiều quá nó sẽ át đi cái màu đỏ, nó cũng chẳng có thấy nữa. Với cái thứ hai là nó sẽ bị là dập cà đó, cho nên nó Quỳnh không có bỏ cà chua vô sớm là vậy á mọi người. À nó chạy nó chạy, đó là lý do là vậy á. Bây giờ thì Quỳnh cũng sẽ cho miếng bún vô luôn để mình ăn từ từ. Rồi ngon nha mọi người, không biết món này của miền nào mà hôm nay Quỳnh mới ăn thử lần đầu tiên, không biết sao nhét này. Nhét vô luôn để cho nó thấm từ từ vô, nãy quên đó. Không biết của miền nào mọi người, mà thông thường á mấy cái món mà giống như ếch hoặc là cái gì quên ta, rắn hoặc là mấy cái con mà dưới nước mà đem sầu lăn sầu đỏ đó mọi người, thì theo Quỳnh đó nha, Quỳnh nghĩ á là miền Tây mọi người. Ăn được mấy món này cũng đỡ nhớ Việt Nam lắm nha. Đỉnh đây cao ngon không ạ? Chén mắm lên. Trời ơi, vậy ăn đúng sướng không? Vì hôm nay Quỳnh nấu á, cái này à, chỉ có khoảng mấy trăm ml nước á, cho nên mọi người thấy Quỳnh múc một cái hai cái á là cái chảo nó cạn lơ luôn à. Quỳnh định bỏ vô trong cái nồi đổ điện, nhưng mà đổ vô nồi đổ điện á thì nhìn nó mới dung lên, với lại nhìn nó không hấp dẫn như thế này nha. Cái chảo này là cái chảo kỷ niệm luôn nè. Trời ơi, Quỳnh sắp qua Nhật chắc cũng 10 năm đó mọi người, 10 năm hơn vẫn chạy tốt. Đổ bánh xèo siêu ngon, nhưng mà nó ngọt nổi gì mọi người biết không?
để lên cái bếp từ bếp điện nhà Quỳnh á, không có xài được. Nó chỉ có thể là xài là bếp ga hoặc là bếp củi là chính hơn rồi. Cho nên nó Quỳnh đổ bánh xèo Quỳnh không có sử dụng nó được cũng tiếc. Ngon quá trời ngon. Nó ngon vậy hỏi sao mà nó không hổ danh nổi tiếng luôn. Đá lốt này được cái là mua được tại Nhật nha. Lúc trước thì nó không có nhiều nha mọi người, nhưng mà lúc này được người Việt Nam ta trồng á. Nó nhiều lắm cho nên dễ dàng mua lắm, cho nên thèm là có ăn liền. Ngon dễ sợ. Hồi nãy đứng nấu cái món này mà nó thơm quá. Cái Toàn nghĩ đến cái món là ớt xào lăn không? Bỏ thêm miếng ngũ dừa hương nha, đúng bạn mà. Phải công nhận là cái món nào mà mình nấu mà bỏ đậu hũ mà chung với nó uống súp nha. Trời nó nóng lâu thiệt lâu nha. Trung bình ở một năm á thì Quỳnh hay về Việt Nam 1 đến 2 lần. Công ty mà bán được được á thì Quỳnh về nhiều hơn nha mọi người. Thấy về nhiều vậy không? Nhưng mà vẫn thèm ăn Việt Nam đúng không? Ở bên đây Triết ăn đồ Nhật á, Triết thì cũng ớn. Mà về Việt Nam nó lại thèm nha mọi người. Té vậy em. Cũng giống như cái loại là mình đi về Việt Nam thì mình nhớ Nhật, mà mình ở Nhật thì mình lại nhớ Việt Nam vậy đó. Quỳnh coi trên Google, nếu mà Quỳnh nấu món này cái Quỳnh thấy người ta có để là người ta ăn chung với mì gói nữa, nhưng mà không biết ăn với cái nào sẽ ngon hơn và đúng hơn. Hôm nay mà ăn với bún thôi.
nói thật với mọi người luôn, Quỳnh nấu liếng mấy năm nay, Quỳnh nấu liếng mà nhiều lúc Quỳnh biếu Quỳnh không biết nấu món gì nữa mà. Cho nên đó, mọi người coi video của Quỳnh á, mọi người thấy thèm món gì hoặc là có món gì mới mới á, mọi người hãy thử thách Quỳnh nấu thử đi mọi người. Tại vì khi có người thử thách thì sẽ có người coi, cho nên sẽ cố gắng kiếm mới nấu. Ăn xong rồi đổ hồi hộp luôn á. Cái chảo nó nóng này, với lại mình tắt lửa rồi nha, cái này nó bay lên rồi. Hơi nóng hừng hực luôn. Cho nên phải gọi là xua tan đi cái lạnh ngày mưa. Công nhận bỏ lên lớp vỏ thơm dễ sợ. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.